Xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ là tiếp tục là chia sẻ cho các bạn là cách làm cái khẩu súng đồ chơi bằng cái giấy bìa cách tông. Thì nói chung làm thì cũng đơn giản thôi các bạn. Có điều thì hơi mất thời gian tí. Thì nếu các bạn quan tâm thì hãy theo dõi video nha. Còn trong thời gian xem, nếu các bạn thấy cái video của mình hay, thích thì các bạn hãy cho mình một like để ủng hộ mình và nhấn đăng ký kênh ở phía dưới phần video để theo dõi những video mới tiếp theo của mình nha. Xin cảm ơn các bạn. Thì đầu tiên các bạn quẻ cho mình cái hình khẩu súng như thế này. Ở đây thì mình quẻ trước rồi cho đỡ khỏi mất thời gian. Sau đó mình sẽ là dùng dao lọc giấy mình cắt nó ra. Chúng ta lấy cái này chúng ta làm chuẩn và quẻ cắt thêm một cái nữa. Xong, chúng ta lắp nó lại. Các bạn cắt một đoạn giấy có chiều rộng là khoảng là 2 cm. Sau đó chúng ta dùng keo nến chúng ta dán nó lại. Tiếp theo thì mình sẽ là dùng dao lọc giấy, mình khoét cái lỗ cò. Tiếp theo thì mình sẽ là mình cắt, mình làm cái cò súng.
Tiếp theo thì mình sẽ là dùng tờ giấy này mình cuốn lại để mình làm cái nòng súng. Cái đoạn giấy còn dư nãy mình cắt ra để làm đạn.
vậy là mình đã vừa chia sẻ xong cho các bạn là cách làm cái khẩu súng đồ chơi bằng giấy bìa cách tông rồi. Thì cái lực bắn của cái khẩu súng đồ chơi này thì nhẹ nhàng, rất là an toàn nha các bạn. Thôi, mình xin tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Chúc các bạn thành công. Hãy nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình.